I know you didn't AFK AFK khỉ gì didn't gì à, Hello anh em chào mừng đã trở lại với Quý Trần Gamer Hôm nay Quý Trần Gamer Youtuber bữa gặt số 1 Việt Nam Cái mặt thì ghê quá uhm, Tính ra là tôi tính farm cái con này Nhưng mà tôi farm hoài không ra Cho nên <laughs> cho nên hôm nay đi mượn ạc Đi quay luôn uhm, Meta Risa. Risa. theo một số nguồn tin thì nói đây là cái con này là nó là anh trai của Rizer ở một Rizer Riza này ở một cái um, thời gian khác nhau khung thời gian khác uh, theo một số nguồn tin thì nó, nó là một anh ở một cái vũ trụ khác tôi cũng không biết nữa nhưng mà thôi để coi cái này hả thì dạo này review có cái mới nè đó là leader nè thì leader của anh này là unit nè nè anh warm being catholia này nè này đã là được tăng lên hai mươi cái anh này là nó nằm ở đâu bấm ở đây kéo xuống kéo xuống dưới đây đó, chọn đây Unword Be In Apply là nó sẽ ra những con đây. Những con này nó có đây nè, Unword uh, Unword Be In gì đó. Đây, những con này là khi mà đem chung đây sẽ được tăng 20% nó thẳng ra là dòng bên bãi di ngọc rồng đó nên mấy con bãi di ngọc rồng con nào cũng được tăng á kiểu vậy à, lúc đầu khi chưa tiến hóa thì anh ấy sẽ tăng lên 10% phần trăm các khả năng tiến hóa lên một cấp anh ấy sẽ tăng lên 20% phần trăm rồi tiến hóa cấp cuối anh ấy ý 15% phần trăm chứ tiến hóa cấp cuối này thì đã tăng lên 20 hầu như là những con bên bánh nhiêu gọc gọng thôi nó những con này sẽ được tăng lên 20 đa. kể cả Broly gì <laughs> đấy <laughs> ta bịch <yeah, stupid. cười> à, tôi ta yeah với bạn tôi mới là sắp bịch chứ không ta yeah, tôi đâu có sắp bịch đâu rồi hôm nay mình sẽ đi thử ha để coi là con này như thế nào tôi ta yeah với ông đó tôi mới sắp bịch ông cứ dụ người ta không ý cái gì đây ta su bạn của ông này tên Su Không phải Youtuber à, Không phải này không phải ông Su15 Rồi mình uh, đi vô coi Tôi muốn coi là cái con này đi um, Cái map Riza để coi đi extreme nó đơn giản cỡ nào thôi Nhìn thấy con này nó chiếu chiếu nhìn cũng ngầu ha Chiếu chiếu này chắc là của cái con uh, Cooler này rồi đó Thấy ông đồng đội đặt ợp căng thiệt chứ Ikki <laughs> bạn ấy cho gắn ợp râu đen nha Không gắn ợp Ikki nữa Gắn ợp râu đen nhìn cho nó sốc để coi có auto skip chưa rồi auto skip chỉnh tốc độ lên cái con Riza này lúc đầu thì nó chưa tiến hóa đó khi mà chưa tiến hóa đó nè thì hình như là nó chỉ đi đi uh, là chính thôi sorry này nọ đi được xíu à thủ đầu được 30.000 đi thủ đầu mắp lửa là ngon nhưng mà nó không không đủ tiền gì sao nên là nếu như con này mà nó rẻ tôi nghe đồ mà nó rẻ mà tôi cũng chưa có nên không biết là nó rẻ nhiêu nếu mà nó thật sự nó rẻ nó ngon thì mình đem mình đi cái móc water là quá ổn luôn anh em đó mới đặt vô con này level 95 20 000 đam mắt hơn ấy, nó mạnh hơn cái con cấp 2 một xíu con 6 sao xíu 5 sao 6 sao 7 sao thì nó cũng ngang ngang nhau nó dòng này nó giống như cái con Vegeta phiên bản um, Limited lý mịch tịch gì đó Vegeta gì mà tiến hóa cấp 1 cấp 2 cấp 3 đó anh này cũng vậy nhưng mà anh này lên 7 sao chứ không phải 6 sao mới vô thăm hai đam thủ đầu ôi bật đi nhanh luôn đi chứ hệ nước hệ nước khắc phổ biến nha mà hệ nước thì ủ rũ nè rồi âm trụ này nọ nên nếu mà đi con hệ lửa đi cái mắt hệ lửa thì um, elemental bây giờ nó được cái hệ nó khắc nó nhân ba lần anh em tức là 22.000 này là nó đánh là lên là 66.000 đam coi kệ đi lên được 2.000 tiền rồi nè rồi up luôn 33 55.000 đam 55 nhân 3 là 150.000 Ủa mấy con 300 ngàn đánh là còn nửa ống máu Rồi cũng cũng khá ổn đó Rồi tôi sẽ xào 38 con luôn Này chắc khỏi skill Mấy con này skill nó cũng không khác nhau nhiều đâu Cho nên tôi khỏi skill luôn uhm, Khỏi để hình ảnh lên đâu bật hiệu ứng lên chứ Chắc là ai cũng biết rồi Cứ uh, nó cứ đội đá lên thôi năm 5 sao 6 sao 7 sao cũng không khác nhiều đâu Nó chỉ tăng Nó chỉ thay đổi xíu thôi Chứ còn hiệu ứng này nọ cũng không có khác nhiều À, cái giả bộ giả bộ quay quay video review là phải bật hiệu ứng lên. Ôi sao cái tiếp theo nó có 500 tiền ta? À không phải 2000. Giỡn 2000 lên 77, 2000 nữa. Căng vậy. À có tiền rồi. Chết tụi bay rồi. 7. Ôi 2000 nữa. 2000 nữa. Là 14 mấy ngàn rồi. Bắt đầu trời qua cầu rồi. Nó chỉ tăng dam thôi, phẩm gì với tốc độ đánh nó không có giúp chết gì luôn á. Cái này chắc khác nè à, không Cô không khác gì luôn 2000 000 2.000, 5.000 Cô này rẻ tiền chứ ta Nãy giờ mới có 20.000 thôi nè Mà có con 200.000 đam này. Căng thiệt <laughs> Rồi lên luôn ha Ồ, Là Gì đây à, Phân thân chi thuật chắc à, 360.000 đam 30.000 tiền mà có 300.000 đam <laughs> Cái này chắc lạm phát quá ta nếu mà ba chục ngàn tiền ba trăm ngàn đam thì tôi, tôi cứ um, cướp thôi nó <laughs> cứ, cứ cứ vô đó ba chục oh, ngàn tiền con Chưa còn chín chục ngàn tiền nó được ba con nữa nè đó ơi à, à. đi cái mắp này nó dễ tôi biết thế nào cũng dễ mà con này nó rẻ tiền mà nó đam bự nữa con này mà đi um, cái mắp lửa nó khỏi chê luôn farm khỏe lắm cho nên nếu bà bạn nào muốn farm mà ấp con này lên bãi sao á thì anh em hãy dùng cái con uh, con Riza ra bãi sao này để farm Ủa mà nếu mà không farm thì đâu có bãi sao Mà không có bãi sao thì sao cầm con bãi sao để farm <laughs> yeah, Cũng hơi căng nha ừ, Kiếm ai có con bãi sao đi farm ké Nói chung là farm ngon ổn đó Bây giờ đi phân thân chi thuật như thế nào Con nó có hơn đam gì không Vô Skill 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 đánh chưa vậy ở qua mình còn một một con hay sao hình à, như còn thoát còn con, không bán còn đi tôi đem lên đây tôi đặt vậy nè khổ ghê bị bị chính đồng đội nó dành ăn rồi đó 22 mươi hai nãy giờ là không có bún luôn á làm biến bún lắm <laughs> ập lên ba trăm mấy chục ngàn giờ dạ, tôi mới xài cái chiêu cờ lon nè chỉnh lát đi cho đánh cờ lon cho nó dễ ha đó ở đây OK, cái uh, skill này nó có cái ý nghĩa gì uhm, Nghe đồn là phân thân hay sao Mấy chục triệu máu rồi đó Không, 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 không thấy khác gì tớ. tôi Tôi giờ không thấy khác gì hết trơn á hiệu ứng thôi mà à, Xeo lon Sao, sao tôi, tôi không thấy nó khác biệt gì luôn anh em Đói quá Để tôi bật hiệu ứng lên hết Coi kìa nó có khác gì không Ừ auto đi Đó auto bật Sao nhìn cũng không thấy nó khác biệt gì đâu Ừ càng đảo quá Rồi up lên up lên Kệ up lên trước đi tính Thấy đi là dễ đó Đam to rồi đó Còn cái skill phân thân này để, để, tôi up lên hết đi coi kìa sao À đây đây À thì ra là, là vậy phân thân là ra mấy thằng đệ quay để mà 6 triệu một con à 6 triệu một con mà nó summon cứ như cái máy thế này anh em coi nè anh này ta đang bật ít hai cho nên nó hơi nhanh một xíu 6 triệu một con mà nó đi dèo dèo Rồi bút đam cơ quái nó có lên không ta bút đam thì nó dẫn 6 triệu à nó không lên ô mà nó đi như thế này thì ai mà làm cho lại <laughs> 6 triệu một con mà nó ra cái bậy thế này <laughs> <laughs> cảm cảm giác như game mất cân bằng quá <laughs> bà đốc này chắc nó đờn điên luôn quá <laughs> càng ôi sao sao triệu ra bên em một cô sao tiệm máu mà nó đi như thế đó à, đây, à. bây giờ tôi không biết là bên nào là thấu bơ đi nữa đó bên đây nó phải phải bên đây nó đi fan không à, có mấy triệu máu thế này à, mười mấy triệu máu nè càng luôn mấy hồi à, bây giờ là ai càng ai đây <laughs> căng quá mà tội nhất là bà rốc nè ngồi đơn hoài đó lên được gần gấp đôi đam đó đó um, 700 triệu thì coi này máu khác không không cà lon này không ảnh hưởng anh em hình như là một thằng nó nó summon nó đến mấy con cà lon là sao tôi thấy cái vàng uh, cái vàng cà lon này tôi thấy căng não quá <laughs> nó nó nè anh em coi nè đặt 8 con nha thứ nhất rẻ tiền thứ hai đam bự Uhm, thứ ba là đam ban đầu nó bự mà thứ tư là cà lon <laughs> nó đồng và hùng hạn quá <laughs> tôi đến này làm um, bút sơ sơ thôi chứ không không phải là bút uh, khủng nếu mà bút khủng thì nó sẽ lên dữ hơn nữa 300 thì lên khoảng là một triệu đam á cái này là tôi muốn vậy là chưa lên nổi anh em ôi sao nó đi xuyên quá được nè ôi bọn này đi hòa hòa vào nhau nè đừng nói thằng này thua nhục lắm nha Hoa hòa vào dòng người, hoa vào dòng người cũng chết thôi. Rồi để mình uh, giảm giảm tốc độ lại xíu bút bút đèn hoàng. Cho tôi vẫn cảm thấy cái mùi quần thâm thẩm đâu đây ta. <laughs> Kỳ vậy. Mình mình quay rồi mình cố gắng chiến thắng lắm rồi mà cảm giác mùi quần nó vẫn thâm thẩm đâu đây nha. Bút nè, bút nè. Bút nè, đó. một triệu mốt luôn nè. Đó, bút lên là được một triệu mốt luôn. Nó vô nhà rồi. <laughs> kỳ chắc là do hỏng đem rau đen á nè nãy mượn ngặt này lỗi là do dino nãy quay video mà đi dino ổng không có nhắc cho nên là mới đội quần thôi hồi nãy là đội quần là tục tập kỹ thuật thôi nè chắc là còn dướng lời nguyền do livestream quá nhiều thì tôi thấy chung là con này nó rất là mạnh nó cực kỳ mạnh luôn nhất là khi mà đi cái này nè nè đi cái season ran này nè season à, season ran khả năng tối nay hoặc tối mai chắc Live đi season ran quá mượn ngặt bạn này đi Ủa mà mượn ạc bằng ID sao? Sao mình có con unit ta? Ờ vậy dụ dụ bằng đi chung chẳng hạn. Đi cái CC ra này là hơi bị ổn luôn đó. Đam ban đầu thủ ngon. Và 30 ngàn tiền là có con 6 triệu. Con 6 triệu máu nó chạy ra. <laughs> 6 triệu máu chạy ra thì hơi hơi bị khủng đó. Để tôi thử rồi nè. Tôi sẽ thử đi CC ra thì coi như thế nào ha. CC ra. có ông đồng đội cần thiệt. Mới vô đặt ngay vô hải tặc ra thủ luôn anh em. Tập chết quái luôn mới ghê chứ. Ui, 6 ngàn đam mà nó đánh quái mấy trăm ngàn nè Trăm ngàn đam Vua hải tạc đập chết luôn anh em Ok Ủa, căng thiệt Có vẻ như là Vua hải tạc cũng hơi bị mạnh đó Nè, nè đập chết ghéo trơn à Ghéo, ghéo, ghéo Giờ mới phát hiện luôn á Vậy mà ai nói vua hải tạc bị nét đâu Rồi, rồi, rồi Kẻ thù tông tiền thiết đã đến rồi <laughs> Đó là những con quái đó chạy siêu nhanh mày hết bưởi nó, nó chạy siêu nhanh thì mình cũng đặt Đặt, đặt quái siêu nhanh luôn nó thì chạy chúng tôi à anh chạy chúng tôi à anh chạy, anh chạy qua luôn rồi <laughs> không sao không xong chẳng tiếp theo à đây đồng đội có kêu lùa Nói chung đam to thì to thiệt mà nó chạy nhanh với nó đông thì hung hãn quá thì cũng phải chịu thôi chẳng lẽ thua đây nó nhục lắm ta nó nó đập nó đập nó thấy chưa tại anh này phải up lên anh này ngon cái là up lên ngon nó giờ không dám phong tiền luôn á đó ba mươi ba ngàn nè up lên hai ngàn nữa chung map này đi bốn người thì cũng hơi hơi căng một xíu nó, nó cứ xách đít nó chạy xuống dưới hoài vậy không sao đâu nói chung thua thì không thua đâu ở dưới có có hạt phòng thủ cũng mạnh lắm rồi lên luôn nè 50.000 đam Đó đặt uh, canh 2.000 tiền up lên cái nữa kìa Đó 77 Không biết có ông bút đam không nữa Đập mấy con này là tụt quần hết Tính ra tính ra con này mà đi ra này là ổn đó anh em bốn người mà kết hợp với hai kêu luôn mà thủ được nè Rồi giờ lên ba con rồi Thì nói chung là mạnh mạnh Không biết sao có được con này đi nữa Ê đừng có vô vậy nghe chú Đó không không dám farm luôn á em hai con farm tiền mà không dám farm một triệu đam nếu mà bút bằng con này chỉ được triệu thôi triệu hồi còn 6 triệu đam nữa mà con này triệu hồi trong 15 giây anh em 15 giây được 1 con nhưng mà chỉ tốn có 31.000 tiền thôi 31.000 tiền cho một con một triệu đam nó đánh thì cũng đâu thua ủ rũ đâu đây ủ rũ 3 giây phạm vi thì ngang nhau đó này 7 giây Ủa, đủ, nhiều tiền, nhiều xa, ủ rũ nhiêu tiền nhiêu đam ủ rũ này lên đam với ta 22.000 ủ rũ như cũng trăm mấy chục ngàn gì đó ờ cỡ đó đó bà không bằng nói này đâu anh này có cái chiêu triệu hồi quá ghê lắm ai ba chục ngàn tiền rồi nè nó cứ ba chục ngàn tiền là mình được một con nữa đó đại auto auto acti triệu hồi thêm một căn calon nữa <laughs> cứ sáu triệu nó đi như thế này thì bây giờ boss quái đánh sao elemental cũng không sợ luôn anh em đã anh này triệu hồi rồi ơi có mấy trăm ngàn nam rồi ơi có một hai triệu lấy lấy anh kia càng ôi gì đây 2 triệu mà chạy rồi chạy chậm dính rô đen nữa chứ nói chung là đi uh, khá là dễ đó gọi đẹp đi, đi lùa lùa xíu là thắng à <laughs> đơn giản đơn giản bốn người thôi nha chỉ với bốn người thôi là thắng rồi đi cái này thì bao nhiêu người máu quá đó vẫn như vậy à, cho nên À quên rồi thằng kia ta hỏi là có chơi lại hay không mà tôi quên trả lời thấy ghê chưa thấy con này nó mạnh chưa nếu mà bạn nào mà muốn đi á thì có thể liên hệ bạn uh, lên dành. Um, chắc là bạn ấy sẽ sẽ kéo thôi uh, tên đô là gì ta super shayana nó video vô đó đi add đi, đi, đi. anh kết bạn đâu kéo tôi đi cái tôi dài dáng đi tôi follow cho vụ 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 ổng khả năng là vụ bạn này kéo được khá là mạnh đi bốn người thôi chỉ cần đặt nâng cấp lơ, uh, con lờ này là thắng anh em rồi thôi uh, bye bye nha rồi, cảm ơn bạn này đã cho bữa gặp hẹn gặp lại ở những video tiếp theo